Kính bạch thầy, con là một Phật tử thường theo mẹ đến chùa. Tuy nhiên con có một khúc mắc, tại sao cũng là đạo Phật mà lại có sự phân chia giáo phái khác nhau như Bắc Tông và Nam Tông? Như vậy, nguyên nhân nào dẫn đến sự phân phái này về y phục, nghi lễ và phương pháp tu tập giữa hai phái này có sự khác biệt nhau hay không? Hai danh từ Sa Môn và Tỳ Kheo có sự khác biệt nhau như thế nào? Kính mong quý thầy giải đáp cho chúng con. Vâng, kính thưa đại chúng, sau đây mời đại chúng lắng lòng nghe phần giải đáp của Đại Đức Giảng Sư. Chúng con thành kính cung thỉnh Ngài A Di Đà Phật. Kính bạch Thượng Tọa Trụ Trì, kính thưa quý tôn đức trong ban tổ chức, thưa quý Phật tử, câu hỏi mà quý vị đặt ra nó có mấy vấn đề. Thứ nhất là sự khác biệt giữa Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông. Thứ hai là y phục. Thứ ba là nghi lễ. Thứ tư là phương pháp hành trì tu tập của mỗi tông phái. Và thứ năm là sự khác nhau giữa Sa Môn với Tỳ Kheo. Chúng ta biết rằng 3 tháng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì tôn giả Ca Diếp đã triệu tập một cái đại hội để kết tập kinh điển. Đây là kỳ kết tập kinh điển đầu tiên. Lúc bây giờ không có kinh sách, không có ghi chép. Mỗi ngày Đức Phật và các thánh đệ tử đi khất thực, rồi về tinh xá thọ thực, xong rồi Đức Phật thuyết pháp, các đệ tử lắng nghe, cứ như vậy mà hành trì, cứ như vậy mà tu tập, chứ không có văn bản như ngày hôm nay. Cho nên khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn thì tôn giả Xá Lợi Phất triệu tập một cái đại hội để kết tập kinh điển. Tôn giả A Nan là người hầu cận của Đức Phật và Ngài có một cái bộ nhớ siêu phàm, nhớ những lời dạy của Đức Phật. Đức Phật ca ngợi cái bộ nhớ của tôn giả A Nan cũng giống như nước chế vô trong bình, rồi bình chế ra ly, không có mất một giọt nào. Thì những lời Đức Phật nói mà A Nan nghe được thì A Nan tường thuật lại y như vậy, không thiếu một từ, không dư một chữ. Cho nên trong cái đại hội kết tập kinh điển lần thứ nhất thì tôn giả A Nan thuật lại những cái lời dạy mà sau này ghi lại gọi là kinh điển. Trong khi đó tôn giả Ubali là người trì luật số 1, cũng có bộ nhớ siêu phàm về những cái điều khoản mà Đức Phật dạy. Cho nên tôn giả Ubali là được đọc lại giới luật. Suốt thời gian 7 tháng kiết tập thì tất cả 500 thánh đệ tử công nhận những lời của tôn giả A Nan và tôn giả Ubali thuộc lại là đúng y như lời Phật dạy. Và tất cả đại chúng cùng theo đó mà tu tập, cùng theo đó mà hành trì. Cho đến 100 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, một đại hội kiết tập kinh điển lần thứ hai được trọng thể diễn ra do trưởng lão Gia Xá triệu tập. Trưởng lão Gia Xá lúc bây giờ là 165 tuổi, một bậc thượng thủ của tăng đoàn lúc bây giờ. Nhưng trong cái đợt kiết tập kinh điển lần thứ hai bắt đầu phát sinh vấn đề. Nó có hai trường phái khác nhau. Một trường phái thứ nhất là của các bậc thượng tọa lớn tuổi
những vị cao niên, mà đại biểu là trưởng lão Revala. Cái trường phái của trưởng lão Revala thì cho rằng ngày xưa Đức Phật dạy như thế nào thì ngày hôm nay đệ tử cứ y như thế mà hành trì, đặc biệt là giới luật không thay đổi bất cứ một điều khoản nào hết. Trong khi đó, một trường phái thứ hai, mà cái trường phái này là chiếm đa số những vị đại đức nhỏ tuổi hơn, mà đại biểu là đại đức Vajibhuta. Đại đức Vajibhuta mới lập luận: giáo pháp của Đức Phật đã trải qua 100 năm rồi. Ngày xưa Đức Thế Tôn có dạy những điều khoản nào Ngài ban hành, nhưng nếu không còn phù hợp với bối cảnh thực tế thì được phép không ứng dụng. Trong quan hệ xã hội có những cái Đức Phật chưa ban hành, chưa dạy, nhưng đem lại hạnh phúc an lạc cho cuộc đời và đem lại sự bảo vệ tăng đoàn, thì tăng chúng có thể quy định điều khoản mới vào trong giáo đoàn. Một bên là Đức Phật dạy như thế nào thì cứ y như vậy mà hành trì, còn một bên là bảo là phải thay đổi theo thời cuộc. Từ đó chia ra làm hai cái bộ phái khác nhau. Cái bộ phái của trưởng lão Revala đó thì giữ nguyên những lời dạy nguyên thủy của Đức Phật và từ Trung Ấn Độ xuôi xuống miền Nam để hành đạo, để tu tập. Trong cái đó trường phái của đại đức Vajibhuta đó là cần phải thay đổi để phù hợp với bối cảnh thực tế và đi ngược lên miền Bắc để hành đạo. Cho nên cái trường phái của trưởng lão Revala đó là trường phái gọi là nguyên thủy, giữ nguyên những lời dạy ban đầu của Đức Phật và xuôi xuống miền Nam để hành đạo, cho nên gọi là phái Nam Tông. Còn phái mà đi ngược lên phía Bắc để hành đạo gọi là Bắc Tông. Phật giáo cần phải có những cái biến đổi để thích ứng, cho nên gọi là Phật giáo phát triển. Và cái tông phái này là chiếm đại đa số, cho nên gọi là đại chúng bộ. Còn phái của trưởng lão Revala gọi là thượng tọa bộ. Từ đó hai tông phái cách biệt nhau. Và tất nhiên đây không phải là sự mâu thuẫn, không phải là sự đối lập, mà đây là một cái tiến trình phát triển theo xu hướng của xã hội. Và nếu nghiên cứu sâu, ta sẽ thấy cần hàng nhiều chục tông phái, chứ không phải chỉ có hai. Nhưng cái nét để cho chúng ta dễ phân biệt nhất đó là Nam Tông và Bắc Tông. Thế thì vấn đề y phục của hai cái tông phái này như thế nào? Ta trở lại với cái Phật giáo Nam Tông là Phật giáo nguyên thủy, giữ nguyên tất cả những lời dạy của Đức Phật, kể cả hình thức, kể cả nội dung, kể cả các cái nếp nghĩ, nếp nhìn và các quan hệ trong tăng chúng. Y như vậy, ngày xưa Đức Phật mặc chiếc áo như vậy thì bây giờ đệ tử cũng mặc y như vậy. Cho nên chúng ta đi thấy tất cả các nước Phật giáo trên thế giới, các sư Nam Tông đều mặc một kiểu y áo như nhau. Có khác chăng là vàng đậm, vàng nhạt, rồi vàng nâu, rồi vàng đỏ, là tùy cái từng vùng, từng lãnh thổ, từng quốc độ, chứ còn về cái hình thức là như nhau. Trong khi đó là Phật giáo Bắc Tông hay là Phật giáo phát triển là có cái lập luận là đi đến nơi nào thì cần phải sinh hoạt để cho nó thích ứng với cái bối cảnh, với cái điều kiện ở quốc độ đó, cho nên có thể thay đổi về mặt hình thức chứ không câu nệ, không phải cố chấp, không phải khuôn rập. Cho nên đến một số nước như là Việt Nam, Nhật Bản, rồi Hàn Quốc thì chúng ta thấy các nhà sư bắt đầu mặc quần áo mà không phải là mặc y quấn như là Phật giáo nguyên thủy,
đặc biệt chiếc áo màu nâu. Đây là một đặc trưng của Phật giáo Việt Nam. Không có một nước nào trên thế giới có chiếc áo màu nâu. Chiếc áo màu nâu của dân tộc Việt Nam, của đạo Phật Việt Nam, nó mang một cái ý nghĩa gì quý vị? Màu nâu là màu của đất, mà đất là biểu trưng cho cái gì? Thứ nhất là sự dung chứa. Tất cả mọi sự mọi vật đều dung chứa trên trái đất này. Không có một cái gì mà không từ đất. Thứ hai là sự trưởng dưỡng. Tất cả đều trưởng thành lên từ đất. Cây cỏ mọc lên từ đất, tất cả các loài chúng sinh mọc lên từ đất. Chúng ta làm nhà cũng lấy đất, đắp đường cũng lấy đất, tất cả đều đất mà ra. Thứ ba là nhẫn nhục. Chúng ta đào, chúng ta xới, chúng ta khoan, chúng ta đổ rác, chúng ta làm đủ thứ chuyện trên đời, đất vẫn nhẫn nhục và vẫn sinh trưởng, vẫn bảo bọc sự sống. Cho nên cái chiếc áo nâu là biểu trưng của hạnh của đất. Người tu là cần phải có bao dung, cần phải trưởng dưỡng và cần phải nhẫn nhục như là đất. Đó là chiếc áo nâu đặc thù của đạo Phật Việt Nam. Một chiếc áo thứ hai nữa mà chúng ta thấy quý vị đang mặc trên người mình, chiếc áo màu gì? Chiếc áo màu lam, hay còn gọi là màu khói hương. Khi chúng ta đốt một cái nén hương dâng lên Phật, dâng lên Tổ, những cái khói trầm quyện tỏa, cái màu lam nó bay lên. Màu hương là màu gì? Màu thơm thảo, màu của tất cả lòng thành dâng lên cúng Đức Phật. Mà cái màu thơm thảo của người Phật tử mình là gì? Là hương giới, hương định, hương tuệ. Chúng ta giữ giới, chúng ta niệm Phật, chánh định, chúng ta có trí tuệ. Đó là những đóa hương cao cả nhất dâng lên cúng Đức Phật. Mà chiếc áo chúng ta đang mặc đó là một biểu trưng. Nhìn vào chiếc áo mình đang mặc như là một sự giới đức, một sự chuyên cần. Mình nỗ lực để mình cúng dường lên Đức Phật. Cho nên Phật giáo Bắc Tông đi đến mỗi vùng, mỗi miền thì hội nhập vào cái vùng miền đó. Và đặc biệt cái đạo Phật Việt Nam mình có cái màu nâu và màu lam là hết sức là dễ thương như vậy. Đó là cái sự khác nhau về lễ y phục. Còn về mặt nghi lễ thì đúng như hai từ nguyên thủy. Phật giáo Nam Tông đi đến đâu và tất cả vùng nào, miền nào thì cũng giữ một tính chất. Về nghi lễ thì Phật giáo Nam Tông không có rườm rà lắm. Chủ yếu là thọ trì kinh điển là chính. Chúng ta đến một ngôi chùa Nam Tông ở Việt Nam, ở bên Mỹ, ở bên Pháp, ở bên Anh, ở Thái Lan, ở Campuchia, tất cả đều chỉ có một giọng đọc. Tất cả Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, thống nhất kinh điển. Nhưng mà về nghi lễ của Bắc Tông thì có đổi thay. Đi đến mỗi vùng, mỗi miền, tùy theo cái bối cảnh, tùy theo cái văn hóa, tùy theo cái tập tục mà có sự khác nhau. Cái nghi lễ của Phật giáo Việt Nam không giống nghi lễ của Phật giáo Trung Hoa. Nghi lễ của Phật giáo Trung Hoa cũng không giống Phật giáo Nhật Bản. Phật giáo Nhật Bản thì cũng không giống Phật giáo Hàn Quốc. Mà ta cũng khoan nói đến vấn đề mà giữa nước này nước kia. Ngay trong Việt Nam mình, cái nghi lễ của Phật giáo miền Bắc cũng không giống Phật giáo miền Trung. Nghi lễ Phật giáo miền Trung cũng không giống nghi lễ Phật giáo miền Nam. Khi mà một vị thượng tọa, một vị tôn đức ở Phật giáo miền Bắc mà dâng sớ thì chúng ta thấy nó khác. Nó sẽ như thế này: Phục Di Phúc Thọ Khang An, lòng người ước nguyện tai ương hạng ách ai cũng mong qua, một niềm chi thành muôn thiên hỗ trợ
Chắc phải vậy không ạ? Nhưng mà nếu như chúng ta ra miền Trung, chúng ta đến đất Huế, chúng ta nghe nghi lễ, chúng ta cũng sẽ lắng nghe một vị thượng tọa dân sớ, cũng êm đềm, cũng nhẹ nhàng như dòng sông Hương. Ta ba vào chủ hăng khai, giải thoát chi môn tình đồ đạo sư tiếp dẫn vàng sinh chi lộ. Ngưỡng trân tổ khổn đạt bãi liêng đài sở vị. Cái cách đọc sớ của Phật giáo miền Trung nó êm đềm, nó nhẹ nhàng, bởi vì cái thổ nhưỡng, bởi vì cái ngôn ngữ của từng mục. Chúng ta đến một ngôi chùa ở Sài Gòn, khi mà dự một cái lễ, gặp một cái thượng tọa mà dân sớ, chúng ta nghe nó cũng không giống Hà Nội, cũng không giống Huế, mà nó là ngôn ngữ của miền Nam. Phục gì ta bà giáo chủ hoàng khai, giải thoát chỉ môn tình độ đạo sư tiếp dẫn vãng sinh chi lộ. Ngưỡng trần tố khổng đạt bái liên đài sớ vị. Cho nên quý vị thấy cái phần nghi lễ đó, cái chất giọng nó khác nhau, cái ngôn ngữ nó không giống nhau, rồi cái điệu đàn, điệu trống, điệu phách nó không giống nhau. Vì vậy nghi lễ là bất đồng. Lời dạy của Đức Phật là không hai, tất cả đều tu tập, tất cả đều hành trì, nhưng mà chuyển tải cái giáo lý ấy bằng phương tiện nghi lễ là có khác nhau, tùy từng vùng, từng miền, từng nơi, từng chốn, để cho phù hợp với nếp sống, nếp nghĩ và cái sinh hoạt ở từng vùng mà nghi lễ có khác nhau. Một vấn đề nữa đó là pháp môn tu tập và hành trì. Thì Phật giáo Nam Tông cũng có pháp môn niệm Phật, nhưng mà nó không rõ nét là một tông phái. Trong năm bộ kinh điển Nikaya, Đức Phật thường đề cập đến là vì đệ tử Phật phải thường xuyên niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, vân vân. Nhưng cái pháp tu căn bản của Phật giáo Nam Tông là hành thiền. Hành thiền, thiền minh sát tuệ. Những bộ kinh cơ bản của Phật giáo Nam Tông để tu tập và hành trì là kinh Tứ Niệm Xứ, kinh Quán Niệm Hơi Thở. Kinh Quán Niệm Hơi Thở ở Việt Nam mình ra đời khá sớm, mà Thiền sư Khương Tăng Hội đã dịch một cái phẩm kinh gọi là An Ban Thủ Ý, chính là kinh Quán Niệm Hơi Thở. Pháp môn tu tập căn bản của Phật giáo Nam Tông đó là hành thiền. Trong khi đó Phật giáo Bắc Tông thì như thế nào? Là Phật giáo phát triển. Và Đức Phật dạy rất nhiều pháp môn, tùy mỗi người thích ứng với căn cơ của mình theo pháp môn nào thì tu tập theo pháp môn đó. Có vị thì hành thiền, có vị thì niệm Phật, có vị thì tu mật tông, cũng có vị thì pháp hoa tông, duy thức tông, vân vân. Về đường hướng tu hành thì rất đa dạng, rất nhiều, nhưng mục đích đến vẫn là vì an lạc, vì hạnh phúc và vì giải thoát. Cho nên pháp môn hành trì của Phật giáo Bắc Tông thì đa dạng hơn, phong phú hơn.
về cái sự khác biệt của tỳ kheo và sa môn. Tỳ kheo tức là một vị xuất gia đã tu hành và thọ giới, giữ gìn 250 giới. Chúng ta là Phật tử thì chúng ta quy y Tam Bảo, giữ gìn 5 giới. Các vị xuất gia vô chùa tập sự thì là sa di, giữ 10 giới. Và khi thọ tỳ kheo thì giữ 250 giới. Vì tỳ kheo có một cái ý nghĩa thứ nhất là khất sĩ. Khất sĩ là đi khất thực ở ngoài đường mỗi ngày. Và trong đời sống tu tập á, là xin giáo pháp của Đức Phật. Cho nên người tu là gì? Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh. Trên là xin giáo pháp của Đức Phật để tu tập, để hành trì, để đạt đến giải thoát. Còn ở dưới là gì? Đi xin những thực phẩm cúng dường của quần chúng, của ba tánh. Đây là một hành tu rất đẹp, đẹp lắm quý vị. Cái hành khất sĩ nó đẹp lắm. Nhưng mà bây giờ trong cái đời sống phát triển của vật chất, có một số quý vị không giữ đúng cái bản chất của cái hai chữ khất sĩ. Cho nên vì mặc áo rồi ôm bình bát, vì miếng cơm, vì manh áo, vì lợi dưỡng. Chứ cái hành khất sĩ đẹp lắm. Cái hành của bảy đời chư Phật đều giữ. Còn cái ý nghĩa tỳ kheo thứ nhất là khất sĩ, là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh. Ý nghĩa thứ hai là bố ma. Cân là trước cái uy lực của một người tu làm cho các ma phải khiếp sợ. Cái uy lực của đời sống tu tập. Ý nghĩa thứ ba là phá ác. Người tu là vân giữ giới luật của Đức Phật, lại phá trừ những cái ác và tôn vinh những cái thiện. Còn nuôi dưỡng những cái ác, còn làm hậu thuẫn cho những cái ác thì đó không phải là tỳ kheo, không phải là đệ tử của Đức Phật. Tỳ kheo đó là như vậy. Vì nó có nhiều nghĩa cho nên người ta không có dịch ra, mà ta giữ nguyên hai cái chữ tỳ kheo, mà nguyên thủy của tiếng Bali gọi là bhikkhu, hay là vị ni thì gọi là bhikkhu ni. Còn cái từ sa môn á, là sa môn nó chỉ cho một cái vị có phạm hạnh giới luật tinh nghiêm. Nó cũng tương đương với tỳ kheo, nhưng sa môn tức là một bậc giải thoát, một bậc có phạm hạnh, với cái hạnh trong sáng, hạnh cao thượng trong đời sống tu tập thì gọi là sa môn. Thì đó là cái sự khác biệt của tỳ kheo và sa môn, chúng tôi xin được chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Vâng ạ, chúng con thành kính tri ân qua phần giải đáp vừa rồi của Đại Đức Giảng Sư. Hy vọng qua đây đại chúng sẽ hiểu được phần nào về vấn đề vừa nêu. Còn bây giờ xin được đến với câu hỏi tiếp theo mà quý Phật tử đã gửi về cho chương trình. Câu hỏi có nội dung như sau.